lúc khởi đầu, trước khi thế giới được tạo thành, chỉ có một mình Thiên Chúa. Thiên Chúa thật quyền năng, người tạo dựng nên mọi thứ, ánh sáng và bóng tối, trời đất và biển khơi, muôn thú và mọi thứ trên mặt đất. Cuối cùng, sau khi đã làm nên mọi sự, Thiên Chúa dựng nên ông Adam và bà Eva là những con người đầu tiên. Thiên Chúa nhìn xem muôn loài mà người đã dựng nên, tất cả đều tốt đẹp. Thiên Chúa rất hài lòng.